Làm sao để được cho một cái bóng đổ mà cái tivi với cái bàn này này nó hai cái nó ngược nhau được thì chúng ta lúc trước chúng ta để là để chế độ là sử dụng Google Suite ấy. Nếu mà chúng ta để sử dụng Google Suite tất cả đều Google Suite thì là tất cả bóng đổ và ánh sáng nó chỉ có một hướng thôi. Mình chỉnh cái hướng nào thì toàn bộ các ánh sáng ở trong cái bài này nó sẽ theo hướng đổ của Google Suite này. Nó chỉ có một hướng thôi. Cái này nó tự như là ánh sáng mặt trời ấy. Ok nhá. Còn cái kệ TV này á, mình tắt ở chế độ là Google Suite đi rồi. Mình không sử dụng nữa. Đây này, nếu mà mình không sử dụng nữa thì nó theo cái ý mình. Còn nếu mình kích vào á, thì nó lập tức nó trở lại giống các cái thằng khác. Và giống Google Suite. Còn đây mình không sử dụng Google Suite thì nó theo cái mức độ này, nó theo ý mình này. Đó. Thì mình tắt nó đi. Nếu mình để Google Suite thì là nó gần như là ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì nó cứ vậy nó giống nhau hay không? Mình tắt nó đi. Tắt nó đi thì nó sẽ theo cái mặc định của mình được. Đấy thì để như này để nó chính trường hợp với kệ TV mà cũng đổ vào cái tường này thì nhìn nó rất là giả. Nên chúng ta kích hoạt vào đây và chúng tắt chế độ Google Suite này đi này. Nếu ok thì là cũng đổ nó sẽ theo ý mình. Tiếp theo chúng ta muốn đưa một cái thảm vào trong một công trình là mình làm sao? Có thể chúng ta đổ bắt tình cũng được hoặc chúng ta cầm trực tiếp và chúng ta kéo vào thôi. Khoanh một vùng là cần đưa vào. Đúng rồi. Một là Ctrl C cũng được. Hai là chúng ta kéo nhỏ hình này. Chúng cầm vào đây chúng ta kéo vào. Kéo vào đây thì chúng ta nó bị to đúng không? Thì chúng ta sẽ Ctrl T là cái lệnh thu nhỏ đối tượng này. Rồi giữ. Nếu mà chúng ta cầm và chúng ta kéo này cái hình nó sẽ bị biến dạng. Không theo tỷ lệ Ctrl Z ạ. Và chúng ta phải giữ Shift D và tay kéo. Chúng ta muốn cho cái thảm to bao nhiêu là do chúng ta nhé. To nhỏ. Chúng ta khi cảm thấy vừa mắt rồi thì chúng ta bỏ ra. Tại vì cái thảm này ấy, nó chỉ là nằm trên laser sàn thôi chứ còn không được nằm trên laser vật dụng. Dẫn đến là chúng ta cầm chúng ta kéo. Nó chỉ nằm trên laser sàn thôi, không được nằm dưới laser sàn nhá. Dưới laser sàn là không nhìn thấy đâu. Kéo lên trên laser sàn này. Và chúng ta đặt tên là mặt thảm. Trong trường hợp này cái thảm đang rất là giả. Các đồ nội thất khác có bóng đổ mà cái thảm không có bóng đổ thì là sai. Chúng ta cũng kích nút giật vào thảm và chúng ta tạo ra cái bóng đổ. Thì lập tức là cái thảm nó chính xác rồi. Nó nhìn được bề dày, nó không giả. Rồi chúng ta muốn đưa một cái bình hoa nọ hoa vào đây thì chúng ta kiếm một cái bình hoa nọ hoa, có thể kiếm trên mạng. Hoặc là chúng ta kiếm ở đâu đấy chúng ta đưa vào. Trong trường hợp này, đây mình lấy cái cây trong này, mình mở cái file này lên. Vừa nãy mình nói là mình kiếm cái bình hoa nào hoa nào đấy thì mình mà muốn trên bàn là có một cái bình hoa màu xanh này này. Khoanh vùng cái màu xanh này vào này. Đó. Chúng ta cần Ctrl C. Sang bên này cần Ctrl V cũng được. Cần Ctrl V. Cần Ctrl V thì hiện tại là cái bình hoa đang ở bên dưới cái bàn trà đúng không ạ? Thì không đúng. Mình kéo cái bình hoa lên trên cái bàn trà. Nếu chúng ta cứ để laser 2 như thế này thì chúng ta sẽ mãi mãi chúng ta không biết nó là cái laser nào nên chúng ta đặt tên là hoa. Tại vì hoa đang nằm dưới laser 1 nên hoa đôi khi nó phải nằm trên cả laser 1 nữa. Tùy chúng ta trên hay dưới. Cần chân tay cho nó nhỏ này. Tuy nhiên chúng ta kiếm được ấm chén các cái chúng ta đưa vào thì nó là chuyện khác nhé. Enter. Và chúng ta bật bàn trà này lên này. Đấy. Là chúng ta đã có nọ hoa ở bên trên cái bàn trà rồi. Đúng không? Từ đó chúng ta muốn đưa đèn cây vào bên cạnh này cũng được này. Trong bản danh kết không có đèn cây đúng không ạ? Muốn có đèn cây chúng ta cũng đơn giản thôi. Tìm cái file mà có cái đèn cây chúng ta đưa vào. Giữ Alt+ để zoom nhỏ màn hình lại, trong đây có đèn cây không?
Đây này, mình lấy cái đèn cây này chẳng hạn. Khoanh đây có một vùng cái đèn cây này. Đây nó là tát đầu giường, nhưng mình ra ví dụ này đèn cây cần nguyên C. Sang bên này cần nguyên V. Cái V này thì tốt nhất bạn cứ đưa nó trên cùng đi để cho nó chắc ăn là nó. Bạn vì sao nó lại sang cả hai cái là do vừa nãy mình chưa bỏ phím cần chỗ D để bỏ dọn, mình đã chọn nó thì chọn thằng này mình xóa nó đi thôi. Bây giờ còn một mình nó thôi, nháy mắt này rồi mình đưa vào đây. Cái tab này hơi nhỏ đúng không, lại cũng cần chỗ T cho nó to lên một tí. Enter. Muốn có bóng đổ lại kích nút vào đây. Play Drop Shadow mà thằng này Google Suite là đúng rồi, ok. Đấy, nó cũng có bóng đỏ. Cái này mình muốn nó hơi đỏ, hơi cùng đánh nhẽ nó cùng tông với thằng này, mình chỉ cần thêm một cái laser màu vào đây, nó kích thước vào đây. Color. Và mình muốn nó tông gì, đỏ lên và xanh đi một tí và đen đi đúng không ạ? Kích vào đây này. Kích vào overlay này, xanh đi một tí và đen, xanh đi xanh, xanh theo kiểu gì, xanh theo kiểu xanh dương hay xanh kiểu xanh lá nhá. Xanh đi một tí và đen đi một tí, rồi xanh đi một tí và đen đi một tí đây. Ok, ở đây xanh đi một tí nhưng mà nó đang rất là nhiều đúng không, thì mình sẽ chỉnh chức năng là opacity làm giảm đi, xanh đi một tí và đen đi một tí. Có thể cần đen hơn một tí nữa đúng không, lại vào đây mình cho đen lên một tí nữa. Xanh như thế nhưng vẫn đen đi nữa, ok. Đó, có nghĩa là mình có thể là chỉnh một đối tượng theo ý mình mong muốn từ một cái hình trước đây. Nếu mà bạn tách cái đờ, có thể trong như này là bạn tách cái mắt này cũng được này, vẫn giữ ứng như lúc nào cần đấy thì mình sẽ bật nó lên. Ok. Đó, xanh đi đen đi. Nên Photoshop sướng lắm. Dạ cho chúng ta đấy, mình đang nói là thật giả là mình muốn có một ánh sáng ở ngoài này nó bật vào trong nhà này đúng không. Ánh sáng là gì thì mình cũng tạo một laser mới, bấm vào đây này. Đó, đây laser mới nên là mình đặt tên là ánh sáng. Ánh sáng mình tạo một cái vùng ánh sáng phả vào trong không gian. Tất nhiên là mình muốn đẹp thì mình phải xén trừ đây chính chức năng của chức năng vết tăng là hay như thế nào đây này. Đây trừ nó đi. Đây mình trừ vừa bằng cái mép cửa này. Thì cái vùng của chúng ta chỉ bằng cái mép cửa thôi. Dù mình có khoanh ra ngoài, bên xa. Thì chúng ta sẽ có độ mềm, fader. Là mềm bao nhiêu, là 100 pixel rồi ạ. Tại vì cái vùng cần cho xét này. Vừa nãy nó báo như thế là cái vùng này này, nó nhỏ hơn 100 pixel nên mình làm 100 pixel là quá to. Trong trường này fader chúng ta chỉ để 20 pixel. Có thể khi xong rồi chúng ta có thể di chuyển cái vùng này đi bằng nút trừ ám, mình cứ đổ màu đi, đổ màu chắc chắn là ánh sáng muốn đổ vào. Trong trường hợp này chúng ta không nên lấy cái màu quá sáng đúng không, chúng ta dùng công cụ hút màu này, hút thằng này này và cho nó sáng như thằng này, chứ không nên đòi cái màu quá sáng mình đổ. Cầm chân bách đổ màu bên dưới và chúng ta di chuyển và di chuyển như này. Đây mình đang nói là đang làm giả ánh sáng đúng không? Chúng ta trong một cái laser này chúng ta cũng có độ đậm nhạt trong một laser, đó là độ fill opacity này. Mình lấy bao nhiêu phần trăm của cái vùng này? Và mình muốn lấy kéo con trượt này. Còn thấy không? Đây chính là làm phản xạ đấy, bạn bảo là phản xạ đúng không ạ? Thì bạn muốn làm phản xạ tất nhiên bạn làm càng kỹ càng đẹp thì mình càng phải đầu tư rất nhiều thời gian. Và bạn phải có một cái nhìn tổng thể khá tốt. Thì bạn sẽ có được nó rất là thật, thật đến mức độ mà mình làm thật thì nó thật, mình làm giả thì nó giả. Nên là trong Photoshop cũng không có gì là khó đúng không. Nếu mà mình bảo mình nói mình làm mấy cái ánh sáng về cho đây, cái này copy mình muốn xóa cái này mờ đi một tí, cũng lại dùng chức năng này tẩy tẩy nó tẩy đang tẩy trên laser số 2 này này chứ không phải tẩy trên laser số 1 đâu. Đấy, đẹp chưa, mình muốn copy thằng này sang bên này cũng được. Dư nào thì mình xóa đi. Xóa đây nó chỉ xóa trên laser số 2 này thôi nhá. Còn bạn muốn xóa bên này bạn lại kích ngược laser số 2 copy này, bạn delete đây thì nó mới được thằng bên này.
Đấy thì thực ra mình có muốn ánh sáng vào trong một không gian thì đối với Photoshop không có gì được quá khó. Ánh sáng gì hắt vào, ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu vàng. Nó đang ánh sáng màu vàng nha, mình thích đúng không? Mình cần chân B thì mình có thể đổi ánh sáng. À quên, nó là cần chân B. Chọn vào nên số 2 nhá. Cần chân B mình đổi ánh sáng của cái cửa sổ này này. Mình muốn nó xanh đúng không? Xanh. Xanh. Muốn sáng lên nhiều đúng không? Lại cần chân. Trong này này, image này. Big contrast này, mình tăng độ sáng lên nào. Nó sáng. Sáng bao nhiêu thì do tay chúng ta, nhưng cái này mình không thể bảo là sáng bao nhiêu là đúng được. Rồi cần chân T, muốn độ sáng nó rộng ra này. Nằm sâu vào không gian này. Cũng không có gì khó. Trong con số này được hết. Nên đây nó bị ấy quá đúng không? Thì chúng ta dùng mờ mờ đi một tí. Sáng mà vừa cái này mờ mờ đi. Nhớ nhá, phải đứng trên đúng cái laser đó mình làm việc thì mới được. Thôi mình mờ mờ đi. 8 thì ít quá, mình tăng lên 18 chẳng hạn. 18 chưa đủ thì 28, 38, 58 hay gì đó chúng ta chỉnh. Đến khi nào chúng ta mong muốn thì không. Chúng ta cảm giác này, à nó đẹp rồi. Chúng ta có thể làm chủ được tất cả về ánh sáng, vật liệu. Cái sofa này bạn bảo là, ui màu vải này xấu quá, muốn đổi màu vải khác, có gì đâu. Kích vào đây này. Auto select nhá. Kích vào đây này, đây là sofa này. Mình có thể đổi được pattern offline này. Đây mình đổi sang một màu khác. Làm sofa gỗ đi. Cũng thành sofa gỗ thôi, có gì đâu. Sofa gỗ đúng không? Tất nhiên cái mát này là trường hợp mình đang cắt trong đang hơi xấu. Thì là do khi chúng ta cắt mát ấy thì các bạn ý này điểm đầu điểm cuối nó phải trùng nhau thì UV mát nó không bị nhầm. Thế đây mình làm sofa gỗ cũng chẳng có gì là khó cả. Ok. Về sofa gỗ đây rồi. Đúng không? Chứ cần gì vẽ lại bằng body mask đúng không? Nhiều khi tất nhiên là đổ màu này nó chỉ chừng đúng trong từng trường hợp thôi, nó phải cần khéo léo mình làm sao nó đúng. Chẳng mình muốn là cái thằng này trên nó phải sáng hơn, dưới nó tối hơn thì chúng ta lại trồng thêm một lớp laser nữa được nhá, lại trồng thêm một lớp laser nữa. Có nghĩa là trên thì phải sáng, còn dưới thì phải tối đúng không? Theo đúng quy tắc ánh sáng. Đây, mình chọn mình lại đưa lên laser trên cùng này rồi ạ. Và thêm một cái laser mới nữa, mình là tạo khối cho sofa này ạ. Ghi là khối sofa. Kích nút vào đây, chữ laser này. Rồi, chả là mình đồng ý đi. Mình muốn cho cái sofa sẽ như cái tông này, chẳng hạn là đỏ đỏ lên một tí nữa và đen đi một tí. Đỏ đỏ này, đen này. Đúng không ạ? Ok. Và mình kiếm gì để đổ vào bên trên? Ôn bách đổ vào bên trên. Thằng này dư đúng không? Dư có gì đâu, nó xóa đi. Xóa đi. Cho dần chết. Thằng này dư nữa đúng không? Xóa đi. Rồi. Thằng này thích trồng bao nhiêu, fill bao nhiêu phần trăm được, nó có chức năng fill bao nhiêu phần trăm cũng được. Hoặc là chúng ta opacity bao nhiêu phần trăm. Cũng không khó đúng không? Chỉnh màu cho sofa, muốn tối sáng đều chúng ta đều làm chủ được hết. Quan trọng là chúng ta biết phân tích chúng ta làm cái gì thôi. Đó. Thì cũng là tạo một lớp laser mới bằng cái chức năng này. Đây, và đặt tên cho nó là cái gì thôi, nó đổ màu này. Muốn nó sáng lên tối xuống, mà sáng lên xanh ra thì chúng ta đổ theo cái tông màu. Đây mình tắt tông màu xanh ba này đúng không? Rồi muốn nó là sáng lên và xanh ra đúng không? Kích vào đây này, đổ cho nó một cái màu. Cần chôn nhá. Mình bảo là sáng lên xanh ra đúng không? Xanh nơ lên và sáng ra. Sáng lên và xanh ra đúng không? Ôn bách, sáng lên xanh ra rồi. Chúng ta muốn sáng lên xanh ra ở tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Nhiều lên, ít đi. Một là fill cũng được nhá. Fill với opacity trong trường hợp này nó gần giống nhau, nó không khác nhau bao nhiêu. Yeah. Thì nó có hai chức năng để mình chọn. Opacity nằm trong, còn fill là nó đổ màu. Đổ màu theo tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên cái màu này. Nếu chúng ta để 100% thì là nó đổ 100%.
và chúng ta muốn là không muốn thằng này 100 mà muốn opacity trong body mask chúng ta dùng rồi đấy. Ở đây chính như tôi nói đến rèm, nó sẽ đổ rèm vào rèm trong đấy. Dạng như đây là mặt đứng thì nó đổ là cái rèm nó màu xanh đấy. Đúng không? Thì chúng ta cứ từ từ chúng ta làm. Đó, mình đã có được cái công trình theo chắc chắn là cũng không đẹp nhưng mà ít nhất là theo ý mình rồi. Chúng ta cứ như thế chúng ta làm đi.